nghịch thiên cải vận, vận của ta do ta chẳng do trời. Hi, chào mọi người, mình là OCD, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Ok, video ngày hôm nay mình muốn nhắc nhở các bạn một chút. Nếu mà các bạn đã quên thì các bạn ơi, nếu các bạn đang nản chí, các bạn đang muốn bỏ cuộc, các bạn đang muốn từ bỏ cái manifestation, cái tạo hiện của các bạn, cái mục tiêu của các bạn ngay tại thời điểm mà các bạn vẫn còn muốn điều đó, vậy thì phải xem hết video ngày hôm nay nhé. Bởi vì mình ở đây để mình muốn nhắc nhở các bạn là các bạn ơi, các bạn chính là chủ của thế giới của riêng các bạn. Trong thế giới riêng của các bạn chả ai đỉnh cao hơn các bạn cả. Trong thế giới riêng của các bạn là nữ chính, các bạn là nam chính của cuộc đời mình, các bạn là biên kịch, các bạn là đạo diễn. Một người vừa là nữ diễn viên chính, vừa là biên kịch, vừa là kiêm đạo diễn của cuộc đời mình. Vậy tại sao các bạn lại sợ rằng là các bạn không có được các thứ các bạn muốn? Tại sao vậy ạ? Tại sao các bạn lại từ bỏ cái thứ bạn muốn, trong khi các bạn hoàn toàn có quyền kiểm soát cuộc đời của các bạn, kiểm soát bất kỳ thứ gì trong cuộc đời của các bạn hết? Ok, nếu mà đã có hào quang của nhân vật chính, nếu mà đã xác định rằng là ok, tôi là chủ nhân của thế giới của tôi, trong cái thế giới của tôi không ai hơn tôi cả, trong thế giới riêng của tôi mọi người sinh ra là để phục vụ tôi. Hãy nhớ lấy điều đấy, các bạn mang trong mình hào quang của nhân vật chính mà. Đấy, công việc đấy sinh ra là để dành cho các bạn, công việc đấy tồn tại là để dành cho các bạn, cái học bổng đấy đẻ ra, gọi tên học bổng đấy là để dành cho các bạn, thành công là cái thứ để gọi tên các bạn. SP sinh ra cũng chỉ là phục vụ các bạn, để yêu thương các bạn, để chăm sóc các bạn, để cư xử, để hành động, để có những suy nghĩ y như gì các bạn muốn. Đấy là nghĩa vụ cuộc đời họ, đấy là sứ mệnh của cuộc đời họ cho cái việc mà họ sinh ra. Ok, ngày hôm nay các bạn có thể chán nản về bất kỳ điều gì đấy. Mình không biết là hoàn cảnh của các bạn là cái gì, sẽ có một tỷ cái hoàn cảnh. Và ai cũng cho rằng là ok, không, hoàn cảnh của tôi mới khó khăn, hoàn cảnh của tôi khó lòng thay đổi lắm, hoàn cảnh của tôi A, B, C, X, Y, Z, nhưng thế này, nhưng thế kia cơ. Mình không quan tâm điều đấy. Mình không quan tâm hoàn cảnh là gì hết. Mình không quan tâm là các bạn đang ở trong tình huống như thế nào. Các bạn phải cam kết bản thân các bạn rằng là tất cả những tình huống đấy là do các bạn tạo ra hết. Mà nếu đã là do các bạn tạo ra thì vậy gì cái mình không ưng, mình sẽ tạo lại được. Mình sẽ tạo lại được bằng cách nào? Hãy tập trung vào cái điều các bạn muốn, hãy tập trung vào cái thế giới như ý các bạn muốn. Bởi vì các bạn là chủ nhân của thế giới riêng các bạn mà, đúng không? Cái gì cũng là do mình tạo ra. Bởi vậy thì cái gì mình không ưng thì mình cứ mạnh dạn mình tạo lại thôi. Mình không có gì phải lo lắng về bất kỳ điều gì cả. Dù mình có bất kỳ một cái trạng thái nào lo lắng, sợ hãi, hay là thiếu thốn, hay là cảm thấy không an toàn, hay ABC gì đấy, chỉ cần cái điều duy nhất là các bạn tập trung rằng ok, hôm nay tôi có thể này, nhưng ngày mai nó sẽ khác. Thậm chí là bây giờ tôi có thể thế này, nhưng mà một giờ sau, một giây sau, mọi chuyện nó sẽ khác rồi. Mọi thứ sẽ luôn luôn đổi thay, cái thế giới này sinh ra để vận hành theo cách các bạn muốn. Hãy nhớ lấy điều đấy nhá. Đừng quên rằng các bạn có quyền năng, các bạn hoàn toàn có quyền năng để có được một cuộc sống như ý các bạn muốn. Các bạn có quyền năng để các bạn có thể có được cái thực tại như các bạn muốn. Thế nên là đừng từ chối cái việc là kiểm soát cuộc đời các bạn. Đừng bao giờ bỏ cuộc ngay khi các bạn vẫn còn muốn cái điều đó nhá. Ok các bạn, video ngày hôm nay chỉ đến đây thôi. Mình muốn nói là mình yêu các bạn rất nhiều. Và mình vẫn có nhận làm mến manifest, mình vẫn nhận làm gì nhỉ, tự dưng quên mất, spell các kiểu, có đa điều, có đa điều giống để sử dụng giống như kiểu portrait bầu ấy. Thì nếu mà bạn nào có nhu cầu thì có thể liên hệ với bọn mình nhé. À, bạn nào có gặp khó khăn trong vấn đề tạo hiện có thể liên hệ với coach với ba đứa mình, mình OC, Mimi và Z nhé. Yêu mọi người, bye bye.